Linh xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, đây là bản tin FBNC. Chương trình ngày hôm nay thứ Sáu ngày 1 tháng 12, chúng tôi sẽ điểm qua ngay sau đây các thông tin nổi bật nhất. PMI Việt Nam tháng 11 giảm nhẹ nhưng các nhà sản xuất vẫn rất lạc quan. Gần 89% doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh là doanh nghiệp siêu nhỏ. Sri Lanka kêu gọi đầu tư nhiều hơn từ Việt Nam hướng đến kim ngạch thương mại 1 tỷ đô la. Thưa quý vị, Nikkei vừa mới công bố chỉ số nhà quản trị mua hàng, gọi tắt là chỉ số PMI toàn phần lĩnh vực sản xuất của Việt Nam. Theo đó thì PMI Việt Nam trong tháng 11 giảm xuống 51,4 điểm từ mức 51,6 điểm trong tháng 10. Báo cáo cho biết tốc độ tăng số lượng đơn đặt hàng mới trong tháng 11 đã chậm lại tháng thứ 2 liên tiếp, với tốc độ tăng của cả số lượng đơn đặt hàng mới tổng thể và tổng số lượng đơn đặt hàng mới đều chậm lại. Tuy nhiên, số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng trong suốt 2 năm qua. Do số lượng đơn đặt hàng mới tăng yếu hơn đã dẫn đến sản lượng các nhà sản xuất hầu như không thay đổi. Bên cạnh đó thì một số báo cáo cho biết tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu đã kìm hãm sản xuất. Mặc dù sản lượng đình trệ và số lượng đơn đặt hàng mới tăng chậm lại, các nhà sản xuất tiếp tục tuyển thêm nhân viên, tốc độ tạo thêm việc làm hầu như ngang bằng với tháng 10. Mặc dù vậy, các công ty vẫn lạc quan về triển vọng sản lượng trong 12 tháng tới, với những dự báo tích cực mà chủ yếu là dự báo tăng số lượng đơn đặt hàng mới. Một yếu tố đáng chú ý nữa là chi phí đầu vào tiếp tục tăng mạnh trong tháng 11. Trong bối cảnh giá nguyên vật liệu tăng, chi phí đầu vào tăng đã khiến các công ty phải tăng giá bán hàng, và đây là tháng thứ 3 liên tiếp giá bán hàng tăng. Như vậy, sau khi tăng trưởng chậm lại trong tháng 10, những dấu hiệu suy yếu tiếp tục xuất hiện trong tháng 11 khi số lượng đơn đặt hàng mới tăng yếu hơn và sản lượng bị đình trệ. Trong 10 tháng đầu năm nay, thì dư nợ tín dụng tiêu dùng chiếm 12,2% trong tổng số hơn 2 triệu tỷ đồng dư nợ của thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, thì dư nợ tín dụng tiêu dùng trên địa bàn thành phố tăng mạnh trong những năm gần đây. Cũng theo ông Minh, trong nhiều năm trở lại đây, đặc biệt là trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2016, bình quân dư nợ tín dụng tiêu dùng của thành phố Hồ Chí Minh tăng từ 20% đến 22% mỗi năm. Đặc biệt trong thời gian qua, các ngân hàng thương mại, công ty tài chính cũng rất quan tâm và đẩy mạnh hoạt động cho vay lĩnh vực này khi ngân hàng mua lại công ty tài chính trong và ngoài nước. Số liệu đưa ra từ Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cũng cho thấy, 10 tháng đầu năm, tín dụng tiêu dùng tiếp tục đà tăng mạnh với tổng dư nợ cho vay tiêu dùng tăng khoảng 58,6% so với cuối năm 2016. Tuy nhiên, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cũng cảnh báo thận trọng rủi ro khi dư nợ tín dụng tiêu dùng chủ yếu vào nhà đất. Vì vậy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết, công tác thanh tra tài chính tiêu dùng là nhiệm vụ quan trọng sẽ được Ngân hàng Nhà nước tăng cường trong thời gian tới để đảm bảo hoạt động các công ty tài chính tiêu dùng minh bạch, đúng pháp luật. Số liệu từ Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo hệ thống đăng ký, hiện toàn thành phố có khoảng 333.500 doanh nghiệp, trong đó có đến 89% là doanh nghiệp siêu nhỏ. Theo báo cáo được công bố tại cuộc họp tình hình kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh trong 11 tháng đầu năm 2017, thành phố đã cấp phép thành lập mới cho khoảng 37.600 doanh nghiệp. Tính chung toàn hệ thống, sau khi đã trừ đi số doanh nghiệp tuyên bố giải thể ngừng hoạt động, thành phố còn khoảng 333.500 doanh nghiệp. Trong đó thì doanh nghiệp siêu nhỏ chiếm tỷ lệ áp đảo với 88,7%, doanh nghiệp vừa chiếm 5,4%, doanh nghiệp nhỏ là 4,5% và chỉ có khoảng 1,4% là doanh nghiệp mạnh. Theo ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, với quy mô này, các doanh nghiệp sẽ rất khó để tạo được lợi thế cạnh tranh cũng như tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Do đó, ông Phong yêu cầu các ban ngành thành phố nghiên cứu giải pháp để điều chỉnh cơ cấu này theo hướng tăng tỷ lệ doanh nghiệp có quy mô lớn hơn. Vậy là ta nhìn vào cái cơ cấu đó, thì cái này phải có sự đầu tư và phải có một chính sách để làm sao là thúc đẩy cái cơ cấu này nó theo cái hướng là nó tạo những điều kiện để cho những cái doanh nghiệp có cái tiềm năng phát triển, nó mở rộng quy mô ra, và như vậy nó mới nâng cao được cái sức cạnh tranh. Bởi vì nếu không thì không thể nói đến cái chuyện là có thể cạnh tranh được và có thể tham gia cái chuỗi giá trị toàn cầu. Cũng theo số liệu tại báo cáo này, chỉ số sản xuất công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 11 vừa qua tăng 2,8% so với tháng trước và tăng 10,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý thì 4 ngành công nghiệp chủ lực của thành phố bao gồm cơ khí, chế tạo, điện tử, công nghệ thông tin, chế biến tinh lương thực, thực phẩm và hóa nhựa ghi nhận chỉ số sản xuất tăng ấn tượng. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp của 4 ngành chủ lực tăng 12,9% trong 11 tháng đầu năm nay, gấp 1,6 lần so với mức tăng chung của toàn ngành và gấp 1,8 lần so với cùng kỳ năm trước.
Chiều ngày 30 tháng 11 vừa qua, thì Savills Hotels châu Á Thái Bình Dương đã tổ chức chương trình thứ 3 trong chuỗi sự kiện hội ngộ chuyên gia tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo số liệu báo cáo tại sự kiện, thì hiện công suất hoạt động của các khách sạn và resort tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang có mức tăng ấn tượng trên 73%. Theo số liệu của Savills châu Á Thái Bình Dương thì công suất cho thuê tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang có mức tăng trưởng ấn tượng ở mức lần lượt là 81% và 73%. Con số này tương đương với Bangkok, Thái Lan và cao hơn hẳn so với Kuala Lumpur hay Jakarta. Các thành phố Đà Nẵng, Nha Trang cũng đã chứng kiến mức tăng trưởng mạnh về số lượng khách du lịch, giúp cải thiện công suất phòng so với năm trước. Mặc dù có nhiều dự án và vừa được khai trương trong năm nay nhưng vẫn chứng kiến sự tăng nhẹ ở mức giá phòng trung bình. Nguyên nhân thúc đẩy vẫn đến từ động lực chính là sự gia tăng về lượng khách quốc tế đến. Theo đại diện của Savills châu Á Thái Bình Dương, thì Việt Nam không những sở hữu lợi thế về yếu tố phong cảnh đẹp, ẩm thực đa dạng, điểm đến an toàn, mà còn có vị trí nằm gần các quốc gia dẫn đầu về nhu cầu du lịch trên thế giới. Theo đó, thì hiện tỷ lệ tăng trưởng du lịch xuất ngoại tại Trung Quốc được dự báo tăng 8,5%, Indonesia tăng 8,6%, trong khi Myanmar tăng đến 10,6%. Hơn nữa, trong những năm gần đây, chính phủ Việt Nam đã có nhiều hành động thiết thực nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng, đơn giản chính sách thị thực và mở nhiều đường bay thẳng quốc tế. Tuy nhiên, Savills cũng chỉ ra điểm hạn chế của thị trường khách sạn Việt Nam là thiếu sự đa dạng sản phẩm. Các sản phẩm hiện mới được phân loại theo hạng sao như 1 sao, 2 sao. Trong các thị trường Thái Lan, Bali đã xuất hiện ngày càng nhiều loại hình bất động sản nghỉ dưỡng như hostel, resort and wellness, resort spa. Cũng trong ngày 30 tháng 11 vừa qua, Đại sứ quán Sri Lanka tại Việt Nam đã tổ chức hội thảo Sri Lanka, trung tâm Ấn Độ Dương, vùng đất của các cơ hội kinh doanh, nhằm giới thiệu môi trường và cơ hội đầu tư kinh doanh tại Sri Lanka đến với các doanh nghiệp Việt Nam. Trong những năm vừa qua, hoạt động giao lưu thương mại giữa Việt Nam và Sri Lanka đã có những dấu ấn đáng ghi nhận. Trong năm 2016, kim ngạch thương mại song phương của hai nước đạt trên 325 triệu đô la. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Chính vì vậy, tại hội thảo, đại diện Đại sứ quán Sri Lanka và các doanh nghiệp đã bàn những phương thức hợp tác trong nhiều lĩnh vực, thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư, mục tiêu là đưa kim ngạch thương mại hai nước lên trên 1 tỷ đô la, thúc đẩy hơn nữa các hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống và mở ra những lĩnh vực hợp tác mới về kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân và giáo dục đào tạo. Sri Lanka được đánh giá là nền kinh tế tự do hóa bậc nhất ở Nam Á. Việt Nam và Sri Lanka có rất nhiều tiềm năng về kinh tế, song hai nước lại chưa khai thác được nhiều. Vì vậy, tôi mong muốn hai nước có thể tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực hơn nữa. Về phía Sri Lanka, chúng tôi sẽ có những chương trình hỗ trợ xúc tiến, ưu đãi giới thiệu cho các doanh nghiệp Việt Nam muốn đầu tư vào nước chúng tôi, đặc biệt là trong các lĩnh vực như du lịch, logistics và giáo dục. Cũng theo bà Hasanthi Rukodawate Disanayake, quan hệ kinh tế tốt đẹp giữa Việt Nam và Sri Lanka sẽ giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Sri Lanka và các nước khác trong khu vực như Ấn Độ và Pakistan. Sri Lanka sẽ cung cấp một số ưu đãi cho các nhà đầu tư, chẳng hạn như nhà đầu tư nước ngoài có thể sở hữu 100% cổ phần trong một công ty trong nước và có thể thuê đất của chính phủ trong thời gian 99 năm. Sri Lanka đã đạt được nhiều thành tựu về xã hội, nhất là trong mục tiêu phát triển con người, với hệ thống giáo dục miễn phí, tuổi thọ trung bình cao. Để tiếp tục phát triển đất nước, chính phủ Sri Lanka chủ trương kết hợp hài hòa giữa kinh tế thị trường với sự kiểm soát của nhà nước nhằm biến lợi thế về mặt địa lý, đưa Sri Lanka trở thành trung tâm khu vực về hàng hải, hàng không, thương mại và tri thức, là cầu nối quan trọng giữa phương Đông và phương Tây. Thưa quý vị, trong chuyên mục con số mỗi ngày của bản tin ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhắc đến con số là 16.100 tỷ đồng. Báo cáo của Tổng cục Thuế cho hay tính đến ngày 22 tháng 11, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện hơn 83.700 cuộc thanh tra kiểm tra. Số thuế tăng thu qua thanh tra kiểm tra là hơn 16.100 tỷ đồng, đã nộp ngân sách hơn 11.500 tỷ đồng. Cũng theo đại diện của Tổng cục Thuế, qua thanh tra 6.310 doanh nghiệp đã truy thu, truy hoàn, phạt là hơn 9.500 tỷ đồng, bằng 133% so với cùng kỳ năm 2016. Riêng về kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, Tổng cục Thuế cho biết đã kiểm tra được 883.273 hồ sơ, xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách hơn 436 tỷ đồng, bằng 121,74% so với cùng kỳ năm 2016. Qua kiểm tra rà soát các hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế đã phát hiện được những sai sót, ấn lậu của người nộp thuế để điều chỉnh tăng số thuế kê khai hoặc ấn định thuế.
Thưa quý vị, mới đây thì trả lời chất vấn tại Quốc hội liên quan đến con số nợ và giải pháp thu hồi nợ thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cũng cho biết là số thu hồi nợ động thuế năm sau cao hơn năm trước. Bình quân của giai đoạn 2011-2016 thì số thu nợ thuế đạt trung bình 81% trên tổng số nợ có khả năng thu hồi. Tốc độ tăng bình quân thu nợ thuế các năm là 16,3%. Mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin thế giới. Người dân Mỹ lo giảm thuế sẽ tăng nợ công. Giá dầu tăng sau khi OPEC quyết định gia hạn cắt giảm sản lượng.